Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày 24 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh vẫn là tác nhân chính chi phối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên trời tiếp tục ít mưa ngày nắng giáo với nền nhiệt duy trì ở mức mát mẻ nên rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Tuy nhiên vào sáng sớm thì trời vẫn có sương mù xuất hiện đặc biệt là ở các tỉnh Bắc Bộ các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận. Do nằm ở rìa phía nam khối không khí lạnh này, nên thời tiết trong 24 giờ tới duy trì với trạng thái là mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối với đêm có mưa rào và rông ở vài nơi, với nhiệt độ trong ngày trên toàn khu vực ở vào khoảng 23 cho đến 33 độ. Thời tiết các tỉnh vùng cao Tây Nguyên vẫn không có nhiều chuyển biến. Ngày nắng đẹp, không khí mát mẻ và dễ chịu, với mức nhiệt cao nhất trong ngày đều không vượt quá là 32 độ. Chiều tối có thể có mưa sông ở một vài nơi, nhưng đa phần cũng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ, nên cũng không gây trở ngại nhiều khi quý vị du lịch tại đây. Sảnh áp thấp ở phía Nam Biển Đông sẽ hoạt động yếu hơn trong 24 giờ tới bởi không khí lạnh ở phía Bắc lấn xuống. Chính vì vậy mà mưa sẽ giảm hẳn ở Nam Bộ. Trong đêm nay và ngày mai thì mưa rào và rông chỉ còn diễn ra trên diện hẹp, ngày nắng nhiều hơn. Tuy nhiên thì thời tiết vẫn mát mẻ và sáng sớm một số khu vực có thể xuất hiện sương mù và mù khô nên quý vị cũng cần phải lưu ý. Trong những ngày tới, thời tiết hầu khắp các khu vực trên cả nước sẽ ít mưa, ngày nắng đẹp, nhiệt độ ở mức trung bình nên sẽ rất thuận lợi cho chúng ta tham gia các hoạt động du lịch dã ngoại. Thưa quý vị, không chỉ có những biển quê của tỉnh Phú Yên được ví như tranh khi lên phim, nhiều lạc Việt với khung cảnh thiên nhiên hữu tình, bình yên cũng đã làm bao người mê say tìm đến ví dụ như làng trài cửu vạn của Hạ Long, Quảng Ninh, nơi đây thu hút du khách bởi khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, núi đá bao quanh, nước biển xanh thăm thẳm, cùng với những ngôi nhà bè nằm liền kề nhau nhỏ nhắn và xinh xắn. Hay là làng rau trà quế ở Hội An, Quảng Nam, với không gian trong lành, được bao bọc bởi con sông Đế Võng và đầm trà quế. Nhiều năm qua, đây là nơi được du khách nước ngoài đến thăm và tình nguyện làm nông dân trồng rau với những trải nghiệm vô cùng thú vị tiếp nối sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo trong đêm nay và ngày mai mời quý vị cùng theo dõi Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với khu vực vùng núi Tây Bắc. Trong nghỉ, nghỉ cuối tuần này, tại đây thời tiết duy trì với trạng thái là khô giáo, ban đêm trời không mưa và khá lạnh, sáng sớm có sương mù, còn ban ngày trời nắng. Tại Tam Đảo nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng 18 cho đến 23 độ. Ở thành phố Điện Biên, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 32 độ. Riêng tại Sapa thì nhiệt độ trong ngày chỉ từ 14 cho đến 21 độ. Nằm trong xu thế chung của khu vực, thời tiết tại các điểm du lịch ở phía đông bắc bộ như là Hà Giang, Hạ Long hay thành phố cảng Hải Phòng cũng không mưa, sáng sớm có sương mù còn ban ngày nắng giáo, với nhiệt độ trong ngày vẫn giữ ở mức mát mẻ, cao nhất chỉ vào khoảng 30 cho đến 31 độ và thấp nhất dao động quanh ngưỡng là 21 độ. Đối với khu vực miền Trung ở phía bắc của đèo Hải Vân, thời tiết diễn ra ổn định, trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù, còn ban ngày trời nắng vừa phải. Tại Sầm Sơn, Sơn, Phong Nha, Kẻ Bàng và thành phố Huế, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 23 độ và cao nhất chỉ tăng lên mức từ 30 đến 31 độ. Thời tiết ở khu vực miền Trung phía Nam của đảo Hải Vân cũng thuận lợi cho các hoạt động tham quan xã ngoại của du khách. Tại đây trời khô giáo có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi và ngày nắng. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ trong ngày chỉ khoảng 22 đến 30 độ. Ở Bà Na thì nhiệt độ vẫn giữ ở mức thấp hơn từ 18 đến 24 độ. Trên khu vực ven biển Nam Trung Bộ, mây thay đổi, không mưa và ngày có nắng. Cùng với đó là gió thổi nhẹ nên sóng yên biển lặng, rất lý tưởng cho các hoạt động tắm biển của du khách. Đêm nay và ngày mai, tại Nha Trang, Mũi Né cũng như là cả Vũng Tàu, nhiệt độ phổ biến quanh ngưỡng từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo chúng ta hãy lên tới cái điểm du lịch thuộc khu vực Tây Nguyên. Tại Pleiku không mưa, ngày nắng với nhiệt độ trong ngày vào khoảng 18 đến 30 độ. Ở Buôn Ma Thuật, trời cũng khô giáo và có nắng vào ban ngày với nhiệt độ từ 21 cho đến 30 độ. Thành phố Đà Lạt có mưa rào nhẹ và rông, đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ giữa mức từ 16 đến 23 độ thuộc khu vực Nam Bộ, nơi Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và U Minh ban ngày trời ít mưa và có nắng với cường độ không mạnh nên khá thuận lợi cho quý vị trong những chuyến du lịch. Tuy nhiên thì quý vị nên đề phòng những cơn mưa có thể xuất hiện về chiều tối. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 24 đến 25 độ và trưa mai nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 32 độ. Cuối cùng chúng ta sẽ ra tới hai điểm du lịch biển đảo ở phía Nam. Đầu tiên đó là Côn Đảo. Tại đây mây thay đổi có mưa rào và rông với gió đông bắc cấp 3 cấp 4 biển bình thường, nhiệt độ duy trì mức từ 27 đến 31 độ. Ở Phú Quốc mây thay đổi có mưa rào và rông với gió đông bắc cấp 3 biển bình thường, nhiệt độ ở vào khoảng 26 đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.